Anh Hằng, Nam Trung quát mắng thí sinh The Face ngay giữa trung tâm thương mại vì lý do này đây. Đóng vai trò là người đứng lớp Masterclass lần này, huấn luyện viên Thanh Hằng xuất hiện cùng host Nam Trung và khách mời Hà Đỗ tại một trung tâm thương mại lớn. Có vẻ như trong quá trình thực hiện thử thách, một thí sinh đã có thái độ không tốt với ban giám khảo, khiến cả ba đồng loạt nổi giận. Thanh Hằng là người nóng giận nhất trong bộ ba, cô đã lớn tiếng chấn chỉnh thí sinh giữa chốn đông người. Tại sao em lại giữ thái độ đó? Bao nhiêu người đẹp hơn, tài năng hơn kia kìa. Giám khảo Hà Đỗ cũng đồng lòng với Thanh Hằng. Phong cách cá nhân của em bây giờ rất là cứng đầu và không ai muốn làm việc với một người như vậy. Thái độ và cách làm việc luôn là bài học đầu tiên mà các thí sinh phải nằm lòng. Trước khi đến với bất kỳ bài học về kỹ năng nào khác, thành công của Thanh Hằng ở hiện tại chính là kết quả của sự chuyên nghiệp và cách sống kính trên nhường dưới đó. Chính vì vậy, tham gia bất kỳ chương trình nào, Thanh Hằng luôn mong muốn truyền đạt đến thế hệ sau của mình những bài học vô cùng quý giá được đúc kết từ kinh nghiệm của cô. Trong khi đó, Nam Trung tuy là người đanh đá, chua ngoa, nhưng luôn là cái tên nhận được sự kính nể và quý mến của nhiều người trong giới. Luôn coi trọng cách làm việc chuyên nghiệp và lối ứng xử tích cực, Nam Trung sẵn sàng mắng xối xả thí sinh để rèn giũa cho họ một thái độ tốt như trong tập 3 vừa lên sóng. Ở lần này, vị host hoạt ngôn đồng ý kiến với Thanh Hằng, nhưng chỉ chia sẻ những điều rất sâu sắc bằng thái độ nhẹ nhàng. Bụi quần áo hàng ngày tụi anh hít vào khi lên style cho khách còn nhiều hơn muối tụi em ăn hàng ngày. Huấn luyện viên Minh Hằng phản ứng bất ngờ khi host Nam Trung mỉa mai nhan sắc thí sinh đi bơm cầm. Sự căng thẳng được đẩy lên cao trào khi host Nam Trung nhắc tới việc xinh đẹp bằng cách đi bơm, đi sữa một cách mỉa mai. Sức nóng của The Face Việt Nam 2018 đang được gia thêm nhiệt sau khi chương trình chính thức tung đoạn trailer với những màn tranh cãi nảy lửa giữa ba vị huấn luyện viên trong vòng chọn đội tại tập 1. Sự căng thẳng và kịch tính vẫn chưa dừng lại khi tiếp ngay sau đó, một đoạn teaser khác của chương trình vừa được hé lộ. Host Nam Trung đã lớn tiếng và quát thẳng vào mặt thí sinh bằng một thái độ và biểu cảm không thể dữ dằn hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Cụ thể, trong đoạn teaser được tiết lộ, host Nam Trung đã dùng những lời lẽ và cử chỉ khá nặng nề để chỉ trích nhan sắc nhân tạo của thí sinh Bella. Đừng có đứng ngay ra như thế, đừng có xinh xắn một cách vô duyên như thế. Câu chuyện và diễn biến cụ thể chắc chắn sẽ có trong tập phát sóng chính thức, nhưng về câu chữ host Nam Trung đã làm cho thí sinh không phục. Bằng chứng, Bella đã dõng dạc đáp trả: "Tôi thấy tôi vô cùng xứng đáng từ ngoại hình đến khuôn mặt." Sự căng thẳng được đẩy lên cao trào khi Nam Trung nhắc tới việc xinh đẹp bằng cách đi bơm, đi sữa một cách mỉa mai. Trong đoạn teaser dài hơn một phút, kết thúc bằng cái quạt tay phe phẩy của Nam Trung, cái mím môi thật chặt của Bella và để lại rất nhiều những tin đồn đoán cho khán giả về tình tiết sẽ diễn ra. Tuy nhiên, điều mọi người chú ý nhất trong đoạn teaser là phản ứng của Minh Hằng. Nhiều người cho rằng cô đứng hình với những lời nói của host. Những ai là khán giả trung thành của series truyền hình thực tế Việt Nam Next Top Model, đặc biệt là mùa All Star, chắc chắn sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của một giám khảo Nam Trung sắc sảo trong từng lời nhận xét, biểu cảm trong từng khung hình và gây ấn tượng bởi những câu nói vô cùng thâm thúy. Anh đích thị là một thánh xéo sắc đối với tất cả các thí sinh. Nhưng tại The Face Việt Nam 2018, ở một cương vị khác, một vai trò hoàn toàn mới, host, người dẫn chương trình, khán giả định hình anh sẽ ôn hòa và kiệm lời hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ điều đó sẽ khó có thể xảy ra với Đinh Nam Trung, một vị host cá tính và đặc biệt nhất trong tất cả các phiên bản The Face trên thế giới. Võ Hoàng Yến đá xéo Minh Hằng, yêu cầu The Face 2018 nên đổi tên thành The Bè Lũ. Chiến thắng lần đầu tiên của Minh Hằng đồng nghĩa với việc Võ Hoàng Yến liên tiếp nhận thua 2 lần. Và cay đắng hơn nữa khi thí sinh Brian Trần của đội vị huấn luyện viên này chính là người tiếp theo phải nói lời chia tay với The Face Việt Nam 2018. Trở về phòng sau khi nhận kết quả, Võ Hoàng Yến buông rất nhiều câu cảm thán với vẻ mặt thất vọng. Không còn một từ nào để diễn tả, chắc gì không cần nói thắng hay thua, các em cũng tự biết, thắng mới lạ. Rõ ràng với màn thể hiện tệ hại ngày hôm đó, kết quả này là điều tất nhiên, Võ Hoàng Yến đón nhận sự thất bại nhẹ nhàng hơn tập trước. Không còn chơi chiêu và dò xét chiến thuật của Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến quyết định lựa chọn Brian Trần vào phòng loại vì thí sinh này lộ rõ rất nhiều điểm yếu về cách phát âm tròn vành rõ chữ tiếng Việt, một trong những điều tối kỵ đối với một người mẫu quảng cáo thương hiệu tiềm năng. Biết rõ, Minh Hằng là một người sống thiên về tình cảm, Võ Hoàng Yến đã chuẩn bị nguyên một bài diễn văn sướt mướt nhằm làm mềm lòng cô diễn viên vừa đi vừa khóc. Đó chính là chút niềm tin sau cùng Võ Hoàng Yến muốn đặt cược vào công tâm của Minh Hằng. Nhưng kết quả lại đi ngược lại,
Minh Hằng thẳng tay loại bỏ thành viên thứ hai của team Võ Hằng Yến. Cục diện hiện tại, đội Thanh Hằng và Minh Hằng vẫn bảo toàn sĩ số với 5 thành viên. Cán cân còn lại, Võ Hằng Yến đang yếu thế hơn hẳn khi chỉ còn 3 thành viên, Tuấn Kiệt, Tuyết Như và Quỳnh Anh. Thanh Hằng chiến thắng loại Huy Quang, Minh Hằng chiến thắng loại Brian Trần. Việc mất đi hai thí sinh liên tiếp do song Hằng đã làm Võ Hằng Yến mất đi sự bình tĩnh. Cô thẳng thắn quy chụp. The Face Việt Nam 2018 nên đổi tên thành The Bè Lũ. Trước đó, Võ Hằng Yến còn đưa ra nhận định. Thưa hai chị Hằng, hai chị đã cho Yến một tín hiệu khi hôm thử thách nhóm xuất hiện như hai chị em sinh đôi, đến cả cái nón cũng giống nhau. Từ chối đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, huấn luyện viên Thanh Hằng vỏn vẹn chốt hạ. Tôi sẽ không lưu tâm điều Võ Hằng Yến vừa nói. Về phía Minh Hằng, cô một mực phủ định. Yến sai rồi. Tại The Face Việt Nam 2018, ba người ở ba chiến tuyến khác nhau. Tỏ vẻ dửng dưng, Minh Hằng cho rằng tất cả những phẫn nộ của Võ Hằng Yến đều xuất phát từ sự bất lực của bản thân. Minh Hằng khẳng định sẽ không bao giờ chơi dơ để loại đi thí sinh mạnh nhất của đội bạn. Võ Hằng Yến chúc mừng chiến thắng của Minh Hằng cùng với City Gym trong sự mỉa mai. Cô siêu mẫu cá tính này cũng không quên dằn mặt. Trên đời này có rất nhiều người muốn hãm hại Võ Hằng Yến, nhưng hại được hay không, chờ hồi sau sẽ rõ. Thanh Hằng lần đầu xuất hiện sau scandal bắt tay Minh Hằng, chèn ép Võ Hằng Yến. Siêu mẫu Thanh Hằng vừa tham gia một sự kiện giải trí ở thành phố Hồ Chí Minh. Diện chiếc váy đen khoe chân thon dài ngút ngàn, siêu mẫu Thanh Hằng trở thành tâm điểm của sự chú ý của khán giả. Rất đông fan đã đến tham dự sự kiện cùng Thanh Hằng. Vừa thấy fan, nàng siêu mẫu đã tươi cười và chụp ảnh ký tên lên người hâm mộ. Thanh Hằng khéo léo kết hợp giày và túi màu hồng bắt mắt. Cô vốn nổi tiếng là người đẹp có gu thời trang ổn định và sang trọng bậc nhất showbiz. Hiện tại, Thanh Hằng đang làm huấn luyện viên cho chương trình truyền hình The Face 2018. Sau 3 tập phát sóng, Thanh Hằng vẫn giữ nguyên đội hình với 5 thành viên. Trước tình cảnh này, Võ Hằng Yến đã lên tiếng trách móc Thanh Hằng rằng kết bè kết phái với Minh Hằng. Võ Hằng Yến bộc bạch là Thanh Hằng sợ cô nên mới cố tình loại thí sinh có tiềm năng. Đáp lại những chia sẻ của Võ Hằng Yến, Thanh Hằng chỉ chia sẻ rằng tất cả những việc cô làm đều là vì đại cuộc. Bên cạnh đó, Thanh Hằng cũng nói rằng tuy có tranh giành, đấu đá nhau quyết liệt trên màn ảnh nhỏ, song ngoài đời thực, quan hệ của cô với Võ Hằng Yến, Minh Hằng khá thân thiện và thoải mái. Thanh Hằng la hét thí sinh khiến Nam Trung giật mình, còn Minh Hằng, Võ Hằng Yến lại làm điều này. Thua một cách không thuyết phục trước Minh Hằng trong tập 3 vừa lên sóng. Hơn bao giờ hết, Thanh Hằng càng khao khát giành lại chiến thắng. Không khí căng thẳng trong thử thách nhóm tập 4 xuất hiện trong đoạn teaser mới nhất của chương trình The Face Việt Nam 2018 cho thấy rõ điều đó. Theo những hé lộ trong đoạn teaser, cả ba team đều rơi vào những tình huống khó khăn khi đối mặt với thử thách. Võ Hằng Yến thể hiện sự thất vọng bằng việc muốn tìm một cái lỗ chui xuống trước màn thể hiện của các thí sinh. Trâm Anh của đội Minh Hằng run rẩy từ những phút giây ban đầu. Màn trình diễn của thí sinh đội Thanh Hằng không làm hài lòng vị huấn luyện viên của mình. Thu Anh, Mạc Trung Kiên, Mít Nguyễn lộ rõ sự hoang mang, tay chân lóng ngóng, ánh mắt vô định. Tất nhiên với cách huấn luyện quyết liệt và thương cho roi cho vọt, Thanh Hằng đã một lần nữa hét thất thanh. Đứng dậy, vào hàng, cái gì vậy? Ở một diễn biến khác, Võ Hoàng Yến và Minh Hằng mất tập trung và ngồi chơi oẳn tù tì một cách vô tư lự. Nhưng hai vị mentor này cũng không nằm ngoài sức công phá từ tiếng la hét của vị huấn luyện viên Thanh Hằng. Đoạn trailer kết lại với biểu cảm giật bắn mình từ host Nam Trung, Võ Hoàng Yến và Minh Hằng, hứa hẹn sẽ mở ra những điều thú vị cho những tập phát sóng tiếp theo. Tập 4 của chương trình The Face Việt Nam, gương mặt người mẫu Việt Nam 2018 sẽ được phát sóng vào tối Chủ nhật ngày 28 tháng 10 trên kênh VTV9 vào lúc 20 giờ 50 phút. Võ Hoàng Yến bất ngờ lên tiếng đáp trả tin đồn cạch mặt Thanh Hằng tại The Face 2018. Có thể nói từ khi The Face 2018 được chính thức phát sóng, những cái tên như Võ Hoàng Yến, Thanh Hằng, Minh Hằng đã nhanh chóng trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội, đặc biệt là sau tập mới nhất. Những tranh cãi nảy lửa giữa các vị huấn luyện viên đã khiến cho không ít cư dân mạng đặt ra nghi vấn họ đã cạch mặt nhau. Hơn hết, sự vắng mặt của siêu mẫu Thanh Hằng tại sự kiện lần này càng làm bật lên câu hỏi liệu hai siêu mẫu này đang có cố tình né tránh. Tuy nhiên trước nghi vấn đó, Võ Hằng Yến đã lên tiếng đáp trả giới báo chí, khẳng định cô và Thanh Hằng không hề có hiềm khích hay xích mích gì với nhau. Những mâu thuẫn, tranh cãi trong The Face chỉ dừng lại ở trong chương trình. Còn khi ra ngoài, mọi chuyện lại trở nên rất bình thường.
Người mẫu chuyên nghiệp sẽ không thể để những chuyện như vậy làm ảnh hưởng đến mối quan hệ bên ngoài. Siêu mẫu nói thêm. Theo đó, ban tổ chức cũng khẳng định sự vắng mặt của Thanh Hằng là vì việc riêng của cá nhân nữ siêu mẫu. Dàn mẫu do Võ Hoàng Yến lựa chọn sẽ diễn chung sàn catwalk với Thanh Hằng và sẽ diễn ra vào tối ngày 2 tháng 11 tại Gem Center, thành phố Hồ Chí Minh.